Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay mình sang nhà ba mẹ của mình. Mỗi lần sang nhà ba mẹ mình sướng lắm, được đồ ăn đủ thứ hết á. Hôm nay ở đây mình có là một chén cà ri vịt quay. Cà ri này là mẹ mình nấu. Rồi mình có ở đây là bánh mì nướng phô mai. Thì bánh mì lúc mà mình nướng bình thường á, không có phô mai thì sẽ là như vậy. Còn khi mà mình nướng có phô mai á thì như vậy nè. Rồi mình cũng có một dĩa dâu tây. Sang nhà ba mẹ mình sướng ghê không? Đó, đồ ăn đủ thứ hết á. Đói bụng quá, nhìn thấy bánh mì phô mai là thấy ghiền rồi. Bánh mì giòn. Phô mai béo thơm quá. Bánh mì phô mai này mà mình ăn với cà ri được không ta? Bánh mì phô mai á là món của Mỹ, mà cà ri vịt quay này á là món châu Á. Mà bây giờ mà mình trộn chung hai cái này lại với nhau á thì sẽ thành món gì? Món Á Âu. Cái hộp phô mai này á, đũa đi đây nha, các bạn thấy nha, đó phô mai chảy sợi như vậy nè. Cho nên khi mà mình cắn vào á nó béo ngon lắm. Chảy sợi ra vậy nè. Dính toàn tan luôn à. Giống như ăn pizza. Cái này gọi là pizza boat. Ở Mỹ có món pizza boat là dùng một miếng bánh mì như vậy nha, xong rồi mình cho lên một lớp tomato sauce là sốt cà chua, xong rồi mình cho phô mai lên trên, xong rồi mình có thể cho xúc xích nè, hay là mình cho những thứ gì mà mình muốn á ở trên, rồi mình mang nướng lên thì nó cũng giống như bánh mì nướng phô mai mà có thêm nước sốt cà chua trong đó nữa, thì cái món đó gọi là pizza boat. Thì bây giờ mình ăn vậy á là bánh mì nướng phô mai mà cũng tựa tựa giống như pizza boat á. Máy chảy ra. Giờ ăn bánh mì. Bây giờ ăn bánh mì mình ăn chung với cà ri đi. Húp miếng nước cà ri trước. Wow. Mẹ mình nấu cà ri á, mẹ mình cho nhiều nước cốt dừa vào á, cho nên nước cà ri á rất là béo. Béo mà thơm. Thơm quá. Ăn này với này cũng được lắm á. Ớt. Ngon quá. Qua nhà ba mẹ mình sướng lắm, được ăn đủ thứ hết á. Thử miếng này nha, miếng này là miếng vịt quay mà cái da vịt quay nè. Cái da chung với miếng gân, nhai vào gân sực 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 sực. Mình tính lấy này mình chấm chắc cũng được. Nước cà ri thơm ngon quá. Béo, nước cốt dừa ngon quá chừng. Chấm luôn đi nha. Chấm ăn cũng ngon lắm.
vừa Đông vừa Tây, Đông Tây hòa hợp với nhau luôn. Ăn hết cái bánh mì nướng phô mai rồi, bây giờ mình ăn bánh mì thường này, bánh mì nướng để mình ăn chung với cà ri. Đó. Sướng ghê không? Sang nhà ba mẹ mình á, là đủ đồ ăn hết á. Hồi đó lúc mà mình về Việt Nam á, lâu lắm rồi. Mình ở nhà của dì mình. Dì mình nó biết mình thích ăn cá thác lát chiên. Mà các bạn biết là hồi xưa á, mình ở bên Ohio á thì làm gì có cá thác lát. Thì lúc đó dì mình mỗi một ngày mua 100 gram cá thác lát, thịt cá thác lát về rồi quết lên, xong rồi chiên lên cho mình. Thì ở trong nhà người Việt Nam thì ăn cá thác lát hoài thì chắc là ngán rồi, cho nên nó là cứ mỗi ngày á, cá thác lát chiên á, là món đó là dành riêng cho mình thôi, mà mình ăn hoài ăn không có ngán nha. Mà mình mê món cá thác lát chiên nó từ hồi lúc còn nhỏ xíu kìa. Lúc đó hồi xưa mình còn nhỏ xíu, mình hay đi chợ chung với mẹ của mình. Đi vào khu chợ mà bán cá đó thì mình nhớ là mỗi người bán cá họ hay ngồi trên một cái sạp, xong rồi họ có một cái ghế, rồi ở dưới cái ghế thì có cái hộc á, mở ra thì cho tiền vào trong đó. Thì mỗi lần mà mẹ mình mua cá thì mua cá thác lát á, thì họ có một con cá thác lát á, nó dẹp như vậy nè, dẹp lép à, xong rồi họ dùng cái con dao á, rất là nhọn, họ cắt một cái á, là tách con cá thác lát ra làm đôi. Xong rồi họ để ngang như vậy nè, rồi họ dùng cái muỗng nạo 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 thịt cá thác lát ha. Xong rồi để lên cái cân, trên cái cân á thì có một miếng lá chuối. Xong rồi cho cái thịt cá thác lát nó lên lá chuối. Thì mình mua bao nhiêu thì họ sẽ để cái cân, cái cục cân nằm ở bên kia. Hồi xưa là cái cân như vậy nè. Thì để một cái cục cân bên này rồi để cái lá chuối với lại thịt cá thác lát bên này. Thì lúc đó hồi nhỏ mình cũng đã mê ăn cá thác lát lắm rồi, cho nên lúc nào đi chợ mẹ mình cũng hay đi mua cá thác lát. Thì mình thấy người ta làm cá thác lát như vậy đó, rồi về thì nêm vào trong đó là hành tỏi tiêu trong đó, chứ mẹ mình không có cho thịt heo xay hay là cho giò sống vào, để cá thác lát nguyên chất vậy luôn á. Cho nên khi mà mình quết lên á, xong rồi mình mang chiên một lớp mỏng á, thì nó rất là dai, rất là ngon. Thì lúc sau này khi mà mình về Việt Nam á, thì dì của mình biết là mình thích ăn món cá thác lát, cho nên dì của mình á làm món cá thác lát hoài luôn, làm ngày nào cũng nấu cho mình cá thác lát chiên để mình ăn. Xong rồi cái dượng của mình á mới hỏi chứ ăn cá thác lát chiên thấy ăn hổng rài quá chừng rồi, thì đã ngán chưa? Cái mình nói là chưa chưa ngán, cá thác lát chiên ngon mà sao ngán được. Cái dượng của mình hôm sau, dượng của mình đi ra chợ, dượng mình mua cho mình 1 kg cá thác lát luôn. Dượng mình mới về đưa cho mình nói là nè, 1 kg cá thác lát luôn, tha hồ mà chế biến tất cả mọi thứ mà có thể dùng cá thác lát cho mình ăn cho đã luôn. Tại vì lâu lâu mới về Việt Nam một lần thì mới có cá thác lát tươi. Thì dượng mình mới nói là cho ăn cho đã luôn nha, cho đã ghiền luôn nha. Thế là cái mình hội ý với chị họ, em họ của mình, rồi với cậu của mình nữa, suy nghĩ xem rằng mình dùng cá thác lát để làm những món gì bây giờ. Thì lúc đó chế ra nhiều món lắm. Vỏ hoành thánh nè, thay vì là mình cho nhân thịt heo trong ha, bây giờ mình không cho nhân thịt heo, mình cho nhân cá thác lát vào trong, xong rồi mình xếp lại rồi mình mang đi chiên lên. Rồi cá thác lát chiên là dĩ nhiên rồi, món đó là không thể thiếu trong thực đơn mà khi dì và dượng của mình nấu cho mình là lúc nào cũng có món cá thác lát chiên, thì món đó là không tính rồi nha. Rồi xong rồi chị của mình mới nói là bây giờ mình sẽ chế biến một món khác nữa, là mình sẽ mang cá thác lát á, mình tráng lúc mà mình chiên một lớp rất là mỏng rồi. Xong rồi ở trên đó mình mới trét lên một lớp giò sống nữa, giống như là mình làm chả đuôi phụng vậy đó, nhưng mà thay vì mình dùng trứng á, thì bây giờ mình dùng chả cá thác lát. Xong rồi mấy chị em cũng cuốn lại với nhau vậy nè, xong rồi đem mang đi hấp, xong rồi lại xắt thành từng khoanh, rồi lại mang đi chiên. Làm rất là cực nhưng mà rất là vui, tại vì lâu lâu mới có dịp mà ngồi chung với nhau mà sáng chế ra một món ăn mà chưa có ai sáng chế đó. Ăn thì rất là lạ, tại vì cá thác lát rồi giò sống ở trong đó, rồi rau củ ở trong đó nữa,
cho nên ăn thì rất là lạ mà rất là vui. Thì cái phần cá thác lát đó giống như là một kỷ niệm của mình vậy đó. Thấy là ở chung nhà với người thân thì được chăm sóc, được quan tâm lo lắng cho nên thấy sướng lắm. Giống như mình sang đây nè, được ăn cà ri mẹ mình nấu nè, rồi ba mình làm cho mình bánh mì nướng phô mai nè, rồi biết là mình thích ăn dâu cho nên mua dâu cho mình nữa nè. Sướng vậy đó. Cà ri thơm, béo. Cầm cái chén luôn vậy cho rồi. Đây, da vịt quay nè. Mà mình nghĩ là bây giờ nó hết giòn rồi, tại vì nấu trong cà ri thì nó không còn giòn nữa, nhưng mà nó thơm. Ngon quá. Cái phần da ngon nha, nó không còn giòn nữa nhưng mà nó ngấm vào trong cà ri á, béo mà nhai nó vẫn sực 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 sực. Ngon quá. Trong này mẹ mình trong này mẹ mình có khoai tây nữa nè, đây là khoai tây nè. Có hành nè. Cái này là lá ớt nè. Lá ớt là hái bên nhà mình về á. Đó. Ngon. Ngon quá. Lá ớt không có cay. Hơi có vị ớt á, thanh thanh, hăng hăng. Hơi cay cay một xíu mà không có cay lắm. Ngon. Ngon quá. Miếng vịt quay nữa nè. Ngon dễ sợ luôn á. Chắc mốt qua đây ở luôn á. Còn không ở luôn chắc là qua mỗi ngày luôn á. Ngày nào qua cũng được ăn ngon về chắc là qua mỗi ngày luôn á. Hồi nhỏ ở chung với ba mẹ sướng lắm. Thích ăn gì là có đó liền à. Còn giờ lớn rồi ở riêng á, thích ăn là phải tự lăn vào bếp rồi mà nấu. Ngon quá. Hấp nước nữa. No rồi đó. Bánh mì hồi nãy ăn một lát, bây giờ húp vào nước cà ri á, nở ra, no rồi đó. Nhưng mà vẫn còn muốn ăn, là tại vì ngon quá à. Chấm vào miếng bánh mì nè là bây giờ nó thấm đầy cà ri trong này nè. Mà cà ri mẹ mình nấu á, nước cốt dừa rất là nhiều. Béo. Ớt nữa nè. No quá. No. No cái bụng. Nhưng mà cái miệng vẫn còn muốn ăn, tại vì ngon quá. Mà cái bụng thì hết chỗ chứa rồi. Ăn thêm miếng này nữa đi. Ăn một miếng thì lại muốn ăn thêm một miếng nữa. Chén cà ri vẫn còn nhiều quá chừng nè. Chắc là mình sẽ cho vào cái hộp mang về quá à. Chứ ngon quá à, mang về để ăn tiếp. Chứ bây giờ là no quá à. No cái này, no bánh mì nữa. Ăn vô nở ra, bây giờ bụng no quá à. No vậy thôi nha, nhưng mà vẫn ăn vặt được nha. Đây. Tiếp đến là ăn trái dầu. Đó. Ngọt ngay à. Dâu ngọt ơi là ngọt luôn. Dâu rẻ lắm các bạn ơi. Một hộp như vậy á là 16 ounce là 454 gram. À, một hộp á 75 cents à. Tính ra tiền Việt Nam á là khoảng 16.000 đồng tiền Việt Nam.
16.000 đồng tiền Việt Nam cho một hộp có 454 gram thì mình tính ra là khoảng 32.000 đồng tiền Việt Nam cho một ký. Mà dâu trái nào trái nấy tươi rói nè, à, mà ngọt mà đỏ luôn, đỏ dần luôn. Hôm nay sang nhà ba mẹ mình sướng lắm, được ăn đủ thứ món ngon hết á, được ăn bánh mì nướng phô mai nè, rồi ăn cà ri vịt quay, rồi ăn dâu tây nữa, sướng ghê không các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút thì xin hãy bấm nút liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé. Bye!